Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con xin được thành kính đảnh lễ niệm ơn Hòa Thượng Viện Chủ, thành kính tri ơn Đại Đức Trụ Trì đã cho chúng con cái duyên để tối hôm nay có dịp gặp quý Phật tử tại chùa Linh Phước để có đôi điều chia sẻ cùng với đại chúng. Thưa cùng đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 11 năm 2019, nhằm ngày mùng 7 tháng 10 năm Kỷ Hợi. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau và ước nguyện rằng nhân duyên để chúng ta gặp nhau còn nhiều nữa, chứ không phải chỉ gặp nhau một lần rồi đường anh đi, đường em bước, tội nghiệp nhau lắm. Thưa đại chúng, trên cái đường mà đi vào để leo lên cái pháp tòa này ngồi đó, mình thầm cầu nguyện một điều: xin Phật gia hộ đừng có mưa lớn, xin Phật gia hộ đừng mưa lớn. Mưa cái ào xuống cho con xách dép con chạy quá. Phật tử đứng làm hàng rào danh dự, đứng để đón mình bước đi từng bước nhẹ nhàng, nhưng mà trời thì đổ mưa nhẹ nhẹ, lòng thì cứ lo, mưa lớn chạy nó kỳ lắm, hên quá, trời không mưa, trời thương. Thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta đó, có rất nhiều điều để chúng ta chia sẻ với người thân, với người thương, và cũng có những nỗi niềm nằm kín chúng ta không chia sẻ được với ai, chúng ta giữ nó trong lòng. Và nếu như chúng ta có duyên, chúng ta được làm người Phật tử để đến chùa, thì đôi lúc những nỗi niềm, những cái buồn tủi chúng ta chia sẻ với Phật, đến quỳ trước Phật, chúng ta thổn thức nói lên nỗi lòng của mình: Phật ơi, con khổ tâm quá, những điều này con chỉ có thể nói với Phật thôi và không thể nói được với ai. Và thưa rằng Đức Phật lúc đó mỉm cười, Phật nói với chúng ta điều gì ạ? Con à, nỗi khổ niềm đau phải tự bản thân con hóa giải. Như Lai chỉ là người chỉ cho con cách thức để con vượt qua được nỗi khổ niềm đau, chứ Như Lai không có quyền năng để bóc cái nỗi khổ niềm đau đó ra khỏi cuộc đời của con. Thưa, thường nỗi khổ niềm đau từ đâu mà có? Trong kinh của Đức Phật nói, do chúng ta cố chấp, do chúng ta tham đắm, do chúng ta sân hận, do chúng ta mê muội, dẫn đến nỗi khổ niềm đau có mặt trong cuộc đời của chúng ta. Nếu như chúng ta biết hóa giải, chúng ta chiến thắng được những tham đắm của dục lạc, chiến thắng được sân hận, chiến thắng được si mê, thì nỗi khổ niềm đau không có mặt trong tâm thức của chúng ta. Có 5 thầy tỳ kheo đến đảnh lễ Đức Phật, nhận pháp và từ giả Đức Phật, xin được đi vào trong một cái ngôi rừng để chuyên tâm thiền quán cái đề mục mà mình đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy. Thế là các thầy chọn một khu rừng rất là sâu, nhưng không cách xa tinh xá Trúc Lâm lắm. Ở đó thì không có người Phật tử, cũng không có người dân đến. Quý thầy chia nhau, mỗi thầy một gốc cây lớn. Thời của Đức Phật quý thầy đâu có chùa như chúng ta bây giờ đâu. Thế là mỗi thầy tìm gốc cây nào mạnh lớn để có bóng mát, che nắng che mưa được, ở dưới gốc cây đó. Thế là 5 thầy chọn 5 gốc cây, không gần nhau lắm nhưng cũng không xa nhau. Mỗi sáng đi khất thực thì 5 thầy cùng đi.
rồi về thì mỗi thầy mỗi cái gốc cây đó để thọ trai. Thì thời gian cứ đi qua bình lặng như vậy, đến giờ tọa thiền thì tọa thiền, đến giờ đi khất thực thì khất thực, đến giờ thiền hành thì thiền hành, và cuộc sống yên bình trong sự tu tập của các thầy diễn ra. Cho đến một hôm có một thầy tỳ kheo đang trong lúc ngồi thiền, bỗng nhiên thầy cười lớn và nói lớn lên rằng: hạnh phúc thai, hạnh phúc thai. Bốn thầy khác ngồi bên cạnh nghe, ổ lạ, ông này ổng tu có bị tổ nhóm nhập ma hay không mà tự nhiên ổng nói hạnh phúc thai, hạnh phúc thai. Cũng sợ, nhưng mà rồi để trong lòng. Đến một hôm, năm thầy tỳ kheo trở về tinh xá để đảnh lễ Đức Phật, để trình bày cái sở tu của mình trong thời gian qua. Thì lúc đó bốn thầy tỳ kheo kia mới thưa với Thế Tôn rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, thầy tỳ kheo này có một lần đang trong giờ thiền tọa, bỗng nhiên thầy cười lớn và nói lớn: hạnh phúc thai, hạnh phúc thai. Chúng con thấy rất là lạ mà không dám hỏi thầy nguyên nhân nào, thưa Thế Tôn. Lúc đó Đức Phật mỉm cười, Đức Phật biết rằng vị tỳ kheo nói lớn hạnh phúc thai, hạnh phúc thai là người đã chứng được thánh quả giải thoát. Nhưng để dạy cho những thầy tỳ kheo huynh đệ, vì vậy mà buộc lòng Đức Phật phải hỏi đệ tử mình: này thầy tỳ kheo, có phải thầy đã nói lớn hạnh phúc thai, hạnh phúc thai không? Lúc đó thầy tỳ kheo mới thưa rằng: bạch Thế Tôn, con có nói điều đó. Đức Phật hỏi: thầy hãy cho Như Lai và những thầy tỳ kheo có mặt ở đây biết tại sao thầy nói hạnh phúc thai, hạnh phúc thai. Lúc đó thầy tỳ kheo đó mới thưa rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, trước khi con được bước vào trong dòng thánh để trở thành một đệ tử xuất gia của Thế Tôn, con là một vị vua của một tiểu quốc. Tuy làm vua, ngồi trên ngai vàng quyền lực, một lệnh của con ban ra thì thần dân phải tuân thủ theo. Con muốn cho ai sống thì sống, con muốn ai chết thì chết. Sống trong nhung lụa, ăn toàn cao lương mỹ vị. Nhưng bạch Thế Tôn, những năm tháng làm vua con chưa có một ngày được bình yên. Chưa có một ngày được bình yên. Con đau khổ vì công việc của triều chính, con đau khổ vì chuyện xử lý quân thần, con đau khổ vì sợ người khác xoán ngôi, con đau khổ vì sợ giặc ngoại xâm, con đau khổ vì sợ nội loạn. Mỗi ngày đi qua, con ngồi trên chiếc ngai vàng như ngồi trên đống lửa. Con cảm thấy những ngày tháng đó quá ê chề cho thân phận một con người. Rồi con nghe được giáo pháp của Thế Tôn, con đã tìm đến với Thế Tôn để rồi được trở thành một tỳ kheo. Sau đó con được Như Lai chỉ cho con phương pháp tu tập, và con đã thực hành phương pháp đó một cách nghiêm mật, và con đã đoạn tận được tất cả các kiết sử phiền não, con đã có được an lạc giải thoát. Kính bạch Đức Thế Tôn. Lúc đó thì bốn thầy tỳ kheo tu chung ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì thấy thầy này tuyên bố mình đã chứng được thánh quả, nghi ngờ, không tin. Đức Phật mỉm cười xác nhận với các thầy tỳ kheo rằng: này các thầy tỳ kheo, đúng, con của Như Lai đã đoạn tận được khổ đau, chấm dứt phiền não, không còn trở lui tặng trạng thái của sanh tử, thầy ấy đã chứng đắc được niết bàn. Lúc đó quý thầy tỳ kheo kia mới quay sang cung kính và đảnh lễ người huynh đệ tu chung của mình. Như vậy thì đây là một cái câu chuyện có từ thời Đức Phật, ta đem ra kể cho nhau nghe, và có đôi điều chia sẻ thế này. Thưa với đại chúng, ta nhìn vào vị tỳ kheo chứng thánh quả kia, trước lúc ông đi tu ông là cái gì ạ? Là vua. Thông thường mình nghĩ là vua sướng, đúng không? Sướng không? Sướng xong sướng, ăn ngon mặc đẹp, bước chân ra đường là có kiệu, có lọng, có dù, đâu ai dám ăn hiếp mình đâu, chỉ có mình ăn hiếp thiên hạ thôi. Sướng không? Sướng. Sướng chứ. Người ta kiếm một người để thương, đỏ con mắt,
Nhưng vua chỉ cần ban lệnh ra tiễn cung tần mỹ nữ cho ta, thế là các nơi quan đem toàn là những người đẹp như tiên về dâng cho vua. Sướng chứ. Khi ăn, người ta có chừng 2 món ăn là hạnh phúc rồi. Nhưng mà vua lên cái bàn ăn 100 món toàn là những cao lương mỹ vị. Khi mặc, người ta chỉ cần chiếc áo che thân là đủ. Nhưng vua thì áo gấm, áo nhung, cái gì cũng hơn thiên hạ hết. Đời sống của một thiên tử, con của trời, không ai bằng. Nhưng hãy nghe lời của vua thổn thức: Bạch Đức Thế Tôn, khi con làm vua chẳng có một ngày được bình yên, lòng con lo sợ, lòng con phiền muộn tất cả mọi thứ. Ngồi trên chiếc ngai vàng như ngồi trên đống lửa. Khổ quá, quá khổ. Phật tử ở nhà có thấy khổ không? Có thấy mệt mỏi không? Hả? Có chứ. Thầy ơi, nếu mà đời con hạnh phúc, con sung sướng, cũng con cũng không cần tìm tới chùa chỉ đâu. Thấy đời mệt mỏi quá, không biết nói cùng ai, vô chùa tụng kinh lại Phật để cho nó vơi cái nỗi buồn, để sống với những ngày tháng yên bình. Có những người họ nói như vậy đó chứ. Thành thử ra suy nghĩ cho cùng thì chùa là nơi gánh vác tất cả những nỗi khổ niềm đau của cuộc đời. Như vậy thì giá trị của ngôi chùa quan trọng lắm đó nghe. Quý thầy là người hướng dẫn người ta những phương pháp thực tập để vượt qua mọi khó khăn thử thách, vượt qua được những cái trở ngại trong đời sống để tìm được hạnh phúc và an lạc. Ấy vậy mà có những người họ nói quý thầy là những người ăn xin ở ngoài đời, chết bờ chết bụi rồi mới chạy vô chùa để trốn, tội lỗi vô cùng. Nhưng mà thôi, mình thông cảm, mình tha thứ cho những người chưa hiểu gì về đạo Phật đi. Mình bỏ họ qua một bên, họ không xứng đáng để mình đem ra nói ở đây. Ta là vua, ta có tất cả mọi thứ, nhưng ta vẫn đau khổ. Người Phật tử bây giờ cứ nghĩ rằng ta có thật nhiều tiền, ta sẽ có hạnh phúc. Ta có một căn nhà, ta có hạnh phúc. Ta có chiếc ô tô để đi, ta có hạnh phúc. Ta có một người để thương, ta có hạnh phúc. Nhưng ai chắc rằng có những thứ đó sẽ có hạnh phúc? Làm vua có những thứ đó không ạ? Có. Nhưng vua có hạnh phúc không? Không. Rồi khi con từ bỏ vương vị làm vua, trở thành một thầy tỳ kheo, được bước vào trong hàng đệ tử của Như Lai đó, chân đất đầu trần, con chỉ có 3 mảnh y để khoác trên thân, chỉ một chiếc bình bát mà mỗi ngày phải đi nơi này nơi khác để xin từng chén cơm lót dạ. Không có tài sản riêng tư, không có nhà để ở, không có bất kỳ một cái điều kiện vật chất nào hết. Nhưng Bạch Thế Tôn, lòng con bình yên lạ thường. Như vậy thì từ chỗ này chúng ta soi sáng được một điều: có càng nhiều đôi khi không phải hạnh phúc, mà có nhiều chừng nào thì khổ đau lo lắng bất an nhiều chừng ấy. Người ta định nghĩa về giàu có là có của, có tiền, có địa vị, có quyền lực là giàu có. Đó là đối với những người ngoài xã hội. Nhưng đối với những người Phật tử, với những người học Phật, định nghĩa giàu có như thế nào? Định nghĩa giàu có nghĩa là chúng ta sống biết tha thứ, biết thương yêu, biết bao dung và biết chia sẻ tình cảm của chúng ta cho người khác. Đó chính là giàu có. Bởi vì có những người họ rất giàu về tiền của vật chất, nhưng họ chưa bao giờ mở lòng mình ra để giúp đỡ bất kỳ ai, kể cả người thân, người thương của họ.
Như vậy thì người chỉ biết kiếm, chỉ biết gìn giữ, chỉ biết tích chứa, đó là người nghèo vô cùng. Dù họ có 100 tỷ trong tài khoản vẫn là người nghèo. Phật tử chúng ta không giàu như họ, nhưng biết cho đi, biết ban tặng, đó chính là người giàu có. Dư giả mới ban tặng, giàu có mới ban tặng. Vì vậy để thấy rằng chưa chắc lắm của nhiều tiền đã là hạnh phúc. Không khéo sử dụng dẫn đến nghiệp chướng, không khéo sử dụng dẫn đến bất an và đau khổ. Từ đây chúng ta trang bị cho mình một cái quan niệm để sống giữa cuộc đời là sống phải tùy duyên. Tùy duyên không có nghĩa là buông trôi đời mình theo ngày tháng. Tùy duyên có nghĩa là chúng ta vẫn luôn phấn đấu để nỗ lực, để học tập, để làm việc, để làm mọi thứ tốt, để làm cho đời sống vật chất của chúng ta thăng hoa. Nhưng không phải vì tham lam, không phải vì tranh giành mà có được. Tùy duyên đến đón nhận, hết duyên không đến nó ra đi, mỉm cười tiễn biệt nó đi. Bên cạnh cái sống, nhu cầu của đời sống vật chất, thì chúng ta phải trang bị cho mình đầy đủ kiến thức để nhìn đời, và trang bị cho mình có đầy đủ đạo đức để làm người. Sáng nay Minh Thiền mới trả lời một câu hỏi của một Phật tử hỏi rất là vui. Họ hỏi rằng: dạ thưa Thầy, tại sao trong cuộc sống ngày hôm nay con thấy thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều? Ở đây ai là thạch sanh? Tự thấy mình là thạch sanh đưa tay coi. Hờ, cả đầu tràng là lý thông hết. Minh Thiền mới thưa rằng thạch sanh có, nhưng mà ít hơn lý thông thôi, chứ không phải là không có. Và chúng ta phải thừa nhận điều này. Có khi vì cuộc sống, vì chén cơm manh áo, vì nhu cầu vật chất, vì hoàn cảnh, vì môi trường, chúng ta sống không thật thà với nhau. Chúng ta lấn lướt nhau mà sống, chúng ta chèn ép nhau, chúng ta ăn hiếp nhau mà sống. Điều đó hầu như có mặt ở tất cả mọi nơi, từ những cơ quan công quyền cho đến nhà trường, cho đến luôn cả xí nghiệp, cho đến những nơi rất bình thường trong xã hội, có hết. Chúng ta chấp nhận điều này. Nhưng thưa, vậy thì bây giờ chúng ta phải sống như thế nào để chính bản thân mình là thạch sanh, đừng để mình làm lý thông. Thua thiệt đời một chút, thua thiệt người một chút, nhưng giữ được nhân phẩm, giữ được nhân cách, giữ được đạo đức làm người quan trọng hơn. Có cổ, có tiền, có địa vị, có quyền lực, nhưng mất đi đạo đức, mất nhân cách làm người, thì thưa các vị, có cái đó cũng bằng thừa. Những cái đó chỉ là những ánh hào quang xung quanh cuộc đời chúng ta thôi, chứ không phải là chúng ta. Mà chính nhân cách sống, chính phẩm hạnh của chúng ta mới là thực chúng ta. Minh Thiền trả lời thế này: ai sanh ra đời cũng có hai chân, chân trái và chân phải, để đi, để làm việc, để chạy, để nhảy, để thể thao, vân vân, đúng không ạ? Nhưng cần một chân nữa, cần một chân nữa. Cho nên Minh Thiền nói cuộc đời con người phải có ba chân, chân trái và chân phải, còn một chân nữa là chân giữa. Đó là sao cô cười? Con nghe thầy nói chân giữa cái cô cười, cái ánh mắt rạng rỡ luôn nữa chứ. Có vẻ là lạ nghe. Nghe nói cái chân giữa cái mấy chị em cười tí ta tí tửng. Cái chân giữa ở đây là gì? Nó là chân trung tâm, nó là cái cần thiết, nó là cái thiết yếu để có. Để có nó đời sống mới được yên bình hạnh phúc, mới được thảnh thơi. Đó là chân gì? Đó là chân tình và chân thật. Đồng ý không? Trong tình cảm, trong đời sống, công ăn việc làm, giao tế với xã hội, tiếp xúc với mọi người, không có chân tình, chúng ta không đón nhận được tình thương. Trong đời sống gia đình, trong đời sống hôn nhân, không có chân tình, ta không tìm thấy được hạnh phúc.
không chân thật thì chúng ta luôn đối diện và tiếp xúc với những người lừa dối gạt gẫm. Vì chính bản thân chúng ta dùng cái cách gạt gẫm lừa dối để tiếp xúc, để đối đãi với người thì người cũng đáp trả lại chúng ta. Vì vậy Minh Thiền nói cần cái chân thứ ba, đó là chân tình, là chân thật, để đời sống của mỗi con người được yên bình, được hạnh phúc, và xã hội này sẽ có thật và thật nhiều thạch sanh. Sở dĩ Lý Thông có mặt nhiều là vì không có dành tình cảm, không dành ưu ái cho nhau, con người ta không thật thà với nhau để sống. Thế cho nên Lý Thông có mặt khắp mọi nơi. Đó là mình nói theo người Phật tử ở bên ngoài. Nhưng nếu là một người Phật tử có cái quyết tâm tu, muốn có được an lạc giải thoát thì cũng cần cái chân thứ ba, nhưng thêm hai điều kiện quan trọng nữa. Các vị biết là chân gì không? Sống ở bên ngoài, đối nhân xử thế, chúng ta cần chân tình, cần chân thật. Còn bước chân vào chùa tu cần hai chân nữa, chân gì? Hai điều đặc biệt nữa. Đó là cần chân tu để đạt được chân tâm. Đồng ý không? Đôi khi mình không dám tự tin về những điều mình nói, nhưng cái này là tự tin nè. Cái này chắc chắn không bao giờ nói sai. Không có chân thật để tu hành thì không đoạn tận được tất cả kiết sử, không chấm dứt được khổ đau, thì dòng luân hồi sanh tử cứ mãi tiếp diễn từ đời này sang đời khác. Và nói đúng hơn, bởi vì từ vô thủy kiếp ta có mặt trên cuộc đời, có mặt trên quả địa cầu này, nhưng vì chúng ta say mê theo dục lạc, không biết thức tỉnh, không chịu thành thật tu hành, thế cho nên sanh tử cho đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay có được cái duyên gặp Phật Pháp, đó là đã quá phước rồi. Nhiều kiếp tạo được phước lành cho nên kiếp này mới gặp được Phật Pháp. Ấy vậy mà không thật thà để tu nữa thì đợi kiếp nào tu? Cho nên cần cái điều chân tu. Mà có chân tu rồi đó mới đạt được chân tâm. Đạt được chân tâm là gì? Đó chính là thánh quả. Chân tâm là gì? Chân tâm nói theo giáo lý đại thừa của mình là tri kiến Phật, là Phật tánh, là tánh giác, là tuệ giác, là chủ nhân ông. Nói theo Nam truyền Phật giáo chính là thánh quả A-la-hán. Nhớ chưa? Hôm nay đi chùa gặp thầy Minh Thiền chỉ nhớ cái chân thứ ba. Nó có bốn điều quan trọng. Nghe tới chân thứ ba cái cười tôi ngại dễ sợ. Lặp lại, đó là chân tình để sống, chân thật để sống, để đối đãi, và chân tu rồi đạt được chân tâm. Vị hoàng đế từ bỏ mọi thứ, tức là từ bỏ đi ánh hào quang xung quanh mình, chiếc ngai vàng hay là ngôi vị đế vương cũng chỉ là ánh hào quang mà thôi. Nó có rồi nó sẽ mất. Ngày hôm nay nó thuộc về ta, nhưng không chắc ngày mai nó còn là của ta. Thế cho nên từ bỏ tham đắm ở thế giới vật chất để quay trở lại nhìn nhận và sống với tự tâm của chính mình chính là điều quan trọng mà những người con Phật cần phải thực hiện. Cũng trong kinh có kể câu chuyện có bốn thầy tỳ kheo tân học, có nghĩa là mới vào chùa và mới được Đức Phật truyền giới tỳ kheo, cho nên chưa có thấm tương trao lắm. Sau giờ đi khất thực, sau giờ ngồi thiền, sau giờ chấp tác lao động, buổi chiều có chút thời gian, cái bốn thầy
tỳ kheo trẻ mới vừa xuất gia cùng nhau, mới vừa tu cùng nhau, mới ngồi lại ở một gốc cây để nói chuyện. Lúc đó mới thảo luận qua thảo luận lại, có các thầy mới hỏi nhau rằng: đối với mấy huynh cái gì là vui, đối với mấy huynh cái gì là thích. Thế là bắt đầu từng thầy trả lời. Thầy thứ nhất trả lời rằng: đối với tôi, mùa xuân trăm hoa nở, được đi du ngoạn sơn thủy để thưởng thức cảnh xuân, đó là vui, đó là thích. Nghe thấy cũng tuyệt vời quá đúng không? Thấy đội thông dong dễ sợ. Nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ chùa để đi thông dong như vậy đó, nhưng mà chưa được. Nói vui đó nha, đừng tưởng thiệt. Cái thầy thứ hai mới nói rằng: tôi thì không thích ngao du mùa xuân như huynh. Đối với tôi, cái vui, cái thích của tôi là hội họp được bạn bè để yến ẩm đàn ca, có nghĩa là để uống rượu, để ca hát. Cái thầy thứ ba mới nói rằng: tôi không thích mùa xuân, cũng không thích yến ẩm đàn ca. Tôi thích có một cô vợ thật đẹp, dễ thương để hầu hạ. Nghe thích đã chưa? Thế là thầy thứ tư mới thưa rằng: tôi thì không thích như mấy huynh, tôi chỉ thích cất chứa thật nhiều tiền để trở thành một người giàu có. Thưa, ngày xưa mấy thầy tỳ kheo thích mỗi thầy một ý. Minh Thiền ngồi nhìn lại hình như thấy mình thích hết cả bốn cái, không có cái nào tôi không thích. Lúc đó Đức Phật ngồi ở trong hương thất, Đức Phật nghe quý thầy nói thì Đức Phật mỉm cười, và Đức Phật mới khởi lên ý nghĩ rằng: đã đến lúc ta phải độ những đứa con này. Có nghĩa là nhân duyên để các thầy tu tập chứng được quả đã đến. Đức Phật trong hương thất, Đức Phật bước ra, Đức Phật mới nói: này các thầy tỳ kheo, các thầy đang bàn về chuyện gì đó. Thì lúc đó từ thầy mới trình bày lại câu chuyện. Đức Phật mỉm cười, Đức Phật nói: mùa xuân trăm hoa nở, nhưng rồi thu hạ đông sang, hoa tàn hoa úa, cây cũng trơ trụi lá, thế cho nên nó không thường còn, nó không mãi mãi, nó không phải là cái đẹp vĩnh hằng, nó cũng không phải là cái vui miên trường. Thế cho nên đừng có sanh tâm vui, đừng sanh tâm thích. Đức Phật độ được thầy đầu tiên. Khi nghe Đức Phật nói như vậy là thầy đầu tiên thích mùa xuân, thực tỉnh, thức tỉnh. Ồ, hóa ra là ta chỉ thích cái phù phiếm vô nghĩa thôi, cái gì nó cũng bị vô thường chi phối. Nhờ Đức Phật nói như vậy, thầy xa rồi cái tâm vui, cái tâm thích vào cái phù phiếm vô nghĩa. Lúc đó tự nhiên đạt được trạng thái an lạc. Đức Phật nói tiếp: nếu như thầy nghĩ rằng hội họp bạn bè thân thuộc lại để yến ẩm đàn ca là vui, thì Như Lai cho thầy biết cuộc vui nào cũng tàn, cuộc sum họp nào rồi cũng chia tay. Ta không bỏ người đi thì người cũng bỏ ta đi, ta không bỏ trần gian thì người cũng bỏ trần gian. Thế cho nên tất cả những cuộc sum họp thải đều là vô thường huyễn mộng. Thầy thứ hai nghe thức tỉnh. Đức Phật nói thầy thứ ba: tuổi và nhan sắc của con người nó chóng vánh như bóng câu đi ngang cửa sổ, nó không dừng lại, không chờ đợi chúng ta. Sắc đẹp của người phụ nữ ngày hôm nay rồi sẽ trở thành một bà lão già nua lụm khụm ở ngày mai. Nếu như thầy nói tìm một cô vợ đẹp thì thầy cũng phải chấp nhận một người già cả lụm khụm, mắt mờ tay điếc. Nghe như vậy ông thức tỉnh, ông hoảng hồn mất. Thầy thứ tư thì Đức Phật nói: tất cả những của cải vật chất của thế gian nay nó có trong tay của ta, nhưng rồi nó sẽ bị vô thường, nó sẽ không còn là của ta.
bởi vì nó có thể bị vua ra lệnh để xung vào công quỹ của nhà nước, nó có thể bị trộm cướp lấy đi, nó có thể bị lửa cháy nước trôi, hoặc là con bất hiếu phá nát tài sản. Thế nên thầy có tiền núi cũng không giữ được bên mình. Bốn thầy tỳ kheo nghe Đức Phật nói xong thì quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật, tất cả thức tỉnh. Bây giờ mình cũng nghe đó, nãy giờ nghe rõ không? Thầy Minh Thiền nói nghe rõ đúng không? Thức tỉnh chưa? Thưa với đại chúng, Đức Phật mới đúc kết rằng từ tham ái sanh lo, từ tham ái sanh sợ. Ai bỏ được tham ái, hết lo và hết sợ. Từ tham đắm, từ tham dục, từ mê muội sanh lo, cũng từ tham đắm tham dục mê muội sanh sợ. Ai từ bỏ tham đắm tham dục và mê muội thì không còn lo sợ nữa. Đó là bài kinh Pháp Cú Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo. Chúng ta không cần phải tìm hiểu và phân tích quá sâu, bởi vì lời Đức Phật dạy cho chúng ta rõ như ban ngày, nghe qua đôi khi không cần suy nghĩ, không cần tư duy, chúng ta cũng thấy một cách tường tận về lời Phật dạy. Đức Phật muốn nói điều gì với bốn thầy tỳ kheo tân học đây? Tất cả những cái mà quý thầy đam mê đó, tất cả những cái mà quý thầy ưa thích đó, tất cả những cái mà quý thầy cho là vui đó, nó chỉ là cái tạm thời thôi, nó không mãi mãi, nó không bền lâu, rồi nó sẽ biến dạng, rồi nó sẽ thay đổi, rồi nó sẽ bị vô thường chi phối, rồi nó sẽ rời xa chúng ta. Thế cho nên nó không phải là cái đưa đến cho ta niềm vui, không phải là cái cho chúng ta hạnh phúc, nó chỉ đem đến cho ta bất hạnh, lo lắng và khổ đau. Thầy Tánh Tệ, thầy có viết rất nhiều bài thơ, và Minh Thiền rất thích thơ của thầy Tánh Tệ. Có một bài thơ thầy viết như thế này: đêm qua nằm mộng thấy đời tột đỉnh giàu sang, bước lên ngôi quyền lực, hạnh phúc và vinh quang, niềm vui chưa hưởng trọn, bỗng tiếng gà gáy vang, chợt mình bèn tỉnh dậy, ta nhìn ta ngỡ ngàng. Hay không? Tràng pháo tay này là tặng cho thầy Tánh Tệ chứ không phải tặng cho thầy Minh Thiền nha. Hay quá. Tức là tôi nằm mộng, tôi thấy tôi giàu có đi, tôi bước lên đỉnh vinh quang, sống đời làm ông hoàng bà chúa, cái gì cũng có. Trong giấc mơ tôi lộng lẫy, tôi kêu xa, nhưng niềm vui chưa hưởng trọn, cái đam mê, cái thích thú chưa được thỏa niềm mong ước, thỏa niềm tham đắm, thì từ đâu có tiếng gà gáy vang bên lỗ tai. Thức giấc, tỉnh dậy, ồ, thì ra là giấc mơ. Rồi quay lại nhìn ta, ta vẫn là thân phận cơ hàn. Bởi vì những người nghèo họ nằm mơ họ thích được giàu, những người phó thường dân thì nằm mơ muốn được làm quan. Lạ vậy đó. Chứ có bao giờ nằm mơ mà muốn mình đi tu đâu. Có bao giờ nằm mơ mà thấy trời ơi tôi được đi xuất gia đâu. Có Phật tử nào mà nằm mơ thấy tự nhiên mình được vào chùa xuất gia, được làm sư cô, được làm thầy, cái mừng rỡ không? Sáng ngày mai đi kể tí ta tí tửng cho mọi người nghe không? Không. Nằm mơ mà thấy điều đó là ngày mai âu sầu, không biết cái điềm xui gì nó đến đây. Tự nhiên nằm mơ thấy mình cạo tóc vô chùa. Ủa bộ đi tu là xui lắm hả? Vậy chứ nằm mơ mà thấy mình ăn gà nướng, ăn gà rán, ăn heo quay đồ khoái lắm à.
cười tí ta tới tỉnh thức dậy rồi mà cái miệng còn nhép 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 nữa. Còn tiếc, tiếc là ước gì cho nằm mơ lâu một chút, ăn trưa đã hết mơ mất rồi. Đó là cái vế đầu thầy viết. Vế thứ hai: đêm qua nằm mộng thấy, mang phận nghèo gian truân, khổ đau và bệnh tật đến bủa vây không ngừng. Bèn ra sông tự dẫn, bỗng nắng sôi giật mình, thì ra là giấc mộng, mở mắt chào bình minh. Hay quá. Lúc đầu nằm mộng thấy đời tột đỉnh giàu sang, rồi đêm sau nằm mộng thấy mang thân phận cơ hàn, thấy khổ đau, thấy bệnh tật. Đó là chuyện của thân mình nha. Là đàn ông nằm mơ thấy mình mang thân phận cơ hàn, thấy mình nghèo khó, thấy mình khổ đau, thấy mình bệnh tật, mà lại mơ thấy vợ mình nó cũng khổ đau, cũng bệnh tật, con mình thì leo nheo lóc nhóc, bữa cháo bữa rau chẳng đủ lót dạ qua ngày, rồi vợ nó đau, con nó bệnh nữa, thấy đời sau nó bất hạnh quá, tìm chỗ nào trốn bây giờ. Chạy ra sông, định nhảy xuống sông quyên sinh đời mình để mọi thứ chấm hết, khổ đau không còn. Nhưng rồi hên quá. Hên quá là cái gì? Bỗng nắng sôi giật mình, thì ra là giấc mộng, mở mắt chào bình minh. Tuy nói là mơ nhưng nó là cái hiện diện trong đời sống thực của tất cả chúng ta. Người giàu có ngày hôm nay rất nhiều, người gian truân nghèo khó cũng không phải ít. Nhưng rồi người giàu có lòng tham không đáy, cái gì cũng tham đắm, cái gì cũng mong muốn, cái gì cũng gom góp về cho mình, và cuối cùng chí anh hùng chưa thỏ, lòng tham chưa đầy, cơn vô thượng chợt đến, tất cả ôm hận đi, không giữ được gì cả, không giữ được gì hết. Như vậy thì đời sống của con người chúng ta nó có hai giấc mộng. Giấc mộng thứ nhất là giấc mộng trong khi ta ngủ, đó gọi là giấc mộng ngắn, đó là giấc mộng phù phiếm. Giấc mộng thứ hai chính là cuộc đời chúng ta đang sống, đây là giấc mộng trong thực tại. Nhưng thưa, rồi nó cũng sẽ là mộng. Mộng thì nó sẽ qua đi, mộng thì nó sẽ không tồn tại. Đời sẽ là mộng, đời sẽ là mơ. Bởi vì nếu ở đây Phật tử nào lớn tuổi đó, thử ngoái đầu nhìn lại đoạn đường mình đã đi qua, những năm tháng mình đã đi qua, nhìn lại không khác gì giấc mộng, không khác gì giấc mộng. Mọi thứ nó diễn ra và nó tồn tại trong lòng chúng ta chỉ còn là quá khứ, còn là hoài niệm, còn là kỷ niệm mà thôi, không có gì thật cả. Nên Minh Thiền nói đời có dài mấy cũng là giấc mộng. Mộng nghèo để rồi gian truân, để rồi khổ cực. Mộng giàu để rồi tham đắm, để rồi đua đòi. Tất cả mộng là không thực, mà tất cả mộng đều là khổ. Thầy Tánh Tệ thầy kết lại hai câu, kết lại bốn câu chứ quên nó hai câu. Đời giàu sang nghèo khó, hai nét mặt vui buồn, đối với người thức tỉnh mộng chỉ là mộng thôi. Cái quan trọng, đời là mộng, nhưng chúng ta đủ thức tỉnh hay chưa, chúng ta đã thức tỉnh hay chưa để nhìn nhận được cuộc đời là mộng, để thông dong, để nhẹ nhàng sống với nó.
Chỉ sợ đời là mộng nhưng chúng ta không thấy nó là mộng, chúng ta thấy nó là thật. Để rồi chúng ta phải bi lụy, chúng ta đau khổ, chúng ta phải giành giật, chúng ta phải tranh đấu. Có một ông nhà giàu, cứ từng lễ 10 bữa là ông chở vợ chở con của mình đến cái đài hỏa táng, đứng đó xem cái cảnh những người chết mà bị thiêu đó. Cứ từng lễ 10 bữa là người ta lại thấy ông cùng vợ con xuất hiện ở đài hỏa táng. Lúc đó có nhiều người tò mò đến hỏi: "Này anh có người thân người quen mất à? Sao cứ vài hôm tôi lại thấy anh có mặt ở đây?" Anh ta thưa: "Không, tôi không có người thân người quen nào mất cả. Nhưng tôi muốn vợ con của tôi chứng kiến cảnh mà người ta mất đi đó. Xác thân này 50-70 kg, bao nhiêu năm đấu tranh giành giật, lăn lộn với đời, nhưng cuối cùng còn lại nhúm tro cốt này thôi. Tôi muốn cho vợ con tôi bớt đi tham lam, bớt đi đua đòi, bớt đi ham muốn, bớt đi âu sầu, bớt đi sợ hãi, biết sống đời yêu thương, biết sống đời có ý nghĩa. Để rồi chắc chắn sau này những cái mà chúng ta có ở đời cũng sẽ trả lại cho đời. Những cái chúng ta có cũng để dành cho người khác, và cái còn lại chỉ là chút xíu tro cốt này thôi." Hay quá ha. Người ta hay thiệt chứ. Mình không biết ông ấy có phải là Phật tử hay không, mà sao cái năng lượng tỉnh thức trong lòng ông nhiều đến thế. Mình bây giờ là Phật tử, học Phật Pháp quá chừng chừng luôn. Biết đời là vô thường, biết đời là quyển mộng, nhưng thầy ơi, giành vẫn cứ giành, đấu tranh vẫn cứ đấu tranh, tham vẫn tham, sân vẫn sân, không từ bỏ chút nào hết. Hay dễ sợ. Ngồi đếm trăm năm thấy cũng dài, thế mà không quá một gan tay, nghìn thu cũng chỉ trong vài phút, thoảng đến rồi đi, tựa gió bay. 100 năm dài không? Dài. 100 năm ngồi đếm dài lắm, nhưng mà không quá găng tay. Thân xác này cao 1m6, 1m7, 1m8, có người thiếu 1m2 được 2m. Cao thấp, đẹp xấu, giàu sang vinh nhục rồi cũng không quá một găng tay, tức là chui vô hũ cốt hết luôn, không quá găng tay đâu. Nghìn thu cũng chỉ trong vài phút, có sống lâu mấy đi chăng nữa, hưởng bao nhiêu cái mùa xuân, đi qua bao nhiêu cái mùa thu mùa hạ, rồi chịu bao nhiêu cái mùa đông lạnh giá, thì vô lò thiêu vài phút là xong ngay. Cho nên thoảng đến rồi đi tựa gió bay. Đời người chúng ta có mặt giữa cuộc đời như làn gió thổi nhẹ qua mà thôi, không tồn động lại, không còn gì là mãi mãi. Cho nên Phật tử ý thức được điều đó, bớt tham lại nha, bớt nóng giận lại nha, bớt sân si lại nha, cố gắng tu nhiều chút nha, cố gắng làm phước nhiều chút nha, cố gắng tạo công đức nhiều chút nha. Chúng ta cứ quán chiếu, thấy mỗi ngày mà ta bớt được chút tham, bớt được chút nóng giận, bớt được chút mê muội, để thêm được chút niệm Phật, thêm được chút trì chú, thêm được chút tụng kinh, bớt keo kiệt, để rồi biết thí xả, biết ban tặng, cái tiêu cực bớt, cái tích cực ngày càng lên, thì tu tiến. Còn nếu mà cái tích cực nó ít mà cái tiêu cực nhiều thì tu lùi.
Cho nên cầu mong cho tất cả chúng ta luôn luôn tiến, đừng có thụt lùi. Chỉ như chiếc máy bay vậy đó, chỉ có số chạy tới rồi bay thôi, nó không có cái số chạy lùi. Nó muốn chạy lùi là nó có phải có chiếc xe đẩy. Cũng vậy, mình một cần số thôi, gặp cái là chạy tới không chạy lùi. Đừng có đi lùi, đi lùi là thua thiên hạ đấy. Thưa đại chúng, Đức Phật nói do tham ái, do tham đắm, do tham dục, do mê muội mà có khổ đau, mà có lo sợ. Ai từ bỏ được tham ái, tham dục, tham đắm, mê muội thì hết lo, hết sợ. Cuộc sống này chúng ta đừng sợ cái chết, bởi cái chết nó chưa phải là điểm chấm hết của dòng luân hồi này đâu. Nó chỉ là cái trạm trung chuyển để chúng ta ngừng lại ở đó và đón một chiếc xe khác để đi. Cái chết nó chỉ là điểm cuối của cái xác thân này, nhưng nó sẽ còn tiếp tục với một hình hài, một vóc dáng, một xác thân khác. Cái chết nó đến và dòng luân hồi chấm dứt, trừ khi chúng ta đạt được tuệ giác, chúng ta không còn chứa trong mình những phiền não, những bất an, những lo lắng. Lúc đó chúng ta chết là chấm hết, và chấm hết dòng luân hồi lẫn quẩn. Chỉ sợ rằng khi sống, chúng ta không sống trọn vẹn được nhân cách, đạo đức làm người. Chúng ta sống thiếu nghĩa, thiếu tình. Là người Phật tử, chúng ta sống chỉ sợ là thiếu tu, thiếu giới lực. Còn nếu như chúng ta sống đầy đủ trọn vẹn nghĩa tình, chúng ta sống có tu, có giới lực, chết không là cái gì hết. Vì ta tin chắc rằng cái chết đến, ta sẽ có một hình hài, một nơi tốt đẹp hơn để đến, một nơi tuyệt vời hơn để sinh ra, một nơi cực kỳ yên bình để chúng ta sống. Vì sao? Vì chúng ta đã tạo được những nghiệp lành, đã tạo được những công đức ngay trong đời sống hiện tại này. Người ta cứ sợ cái gọi là cận tử nghiệp. Một số Phật tử họ thấp thỏm, họ lo lắng rằng: Thầy ơi, con chỉ sợ sau này mình già, mình bị tai biến, rồi mình không còn minh mẫn, mình không đủ sáng suốt để tu tập, thì chết trong mê muội đó con sẽ tái sanh vào cõi khổ. Điều đó không sợ đâu, mà sợ khi sống đây chúng ta không chân thành để sống, không có chân thật để tu. Nếu như bây giờ ta còn khỏe, đủ tỉnh táo, còn sức lực, chúng ta sống hết lòng, chúng ta tu tập hết mình, thưa các vị, ngày mai có mất trí đi chăng nữa, như nghiệp lành đã tạo rồi, thì chết cứ theo nghiệp lành mà tái sanh. Đức Phật ngài ví dụ cho cái sự việc này như là cây nghiêng hướng nào thì khi ngã, ngã hướng đó. Cây nghiêng về hướng phải thì khi ngã, cây sẽ ngã về bên phải, không bao giờ ngã về bên trái. Cây nghiêng về bên trái thì khi ngã, ngã về bên trái. Cũng vậy, khi sống chúng ta đã sống trọn vẹn với những cái thiện pháp, thì khi chết chúng ta theo thiện pháp mà tái sanh. Khi sống chúng ta sống với ác pháp, với hành động, với lời nói, với tâm hành bất thiện, thì khi chết cứ theo cái đó mà tái sanh. Có một ông Bà La Môn, ông đến ông thưa với Đức Phật: Này Sa Môn Cồ Đàm,
với các đạo sĩ của Bà La Môn chúng tôi thường tuyên bố rằng ai theo đạo Bà La Môn, đặt niềm tin tưởng vào các đạo sĩ của đạo Bà La Môn, người ấy khi chết đi được các đạo sĩ Bà La Môn cầu nguyện để cho lên thiên đường. Ai không tin tưởng thì bị đọa vào địa ngục, vân vân và vân vân. Vậy này Sa Môn Cầu Đàm, tôi muốn hỏi Ngài rằng với Ngài và những người đệ tử của Ngài khi chết sẽ đi về đâu? Ý ông nói là Đức Phật và những vị đệ tử của Đức Phật không hề có niềm tin với đạo Bà La Môn, không có tôn thờ, không có theo các đạo sĩ Bà La Môn thì khi chết đi về đâu? Đức Phật trả lời rất là ngắn gọn: củi hết lửa tắt. Đại chúng nghe thấy đơn giản không? Củi hết lửa tắt. Nếu mà củi còn thì lửa cháy hoài. Ở đây chắc mấy bà mấy cô thì biết cái vụ này. Bây giờ thì nấu bếp ga thôi, ga hết thì lửa tắt, chứ bây giờ đâu có nấu củi nữa đâu. Đúng, ga hết lửa tắt, ga còn lửa cháy hoài. Cũng vậy, ý Đức Phật muốn nói rằng nghiệp đã hết. Nghiệp được ví như củi vậy đó, nếu nó còn thì lửa sẽ cháy hoài, nhưng nghiệp hết thì dòng sanh tử chấm hết, khỏi cần phải đi về đâu hết. Ngay tại đời sống này đã là niết bàn thì không cần tìm niết bàn ở đâu nữa. Tôi chẳng cần lên thiên đường, chẳng thích thiên đường, cũng chẳng sợ địa ngục. Buông tay ngoài tam giới, mặc tình vương bổng nào buộc ràng. Chỉ sợ là nghiệp của chúng ta cứ tạo hoài tạo mãi. Củi này cháy chưa xong chúng ta đun củi khác vào. Bình ga này chưa hết chúng ta chuẩn bị thêm bình ga khác thì lửa nó còn cháy hoài. Cũng vậy, với tất cả những nghiệp chúng ta tạo, nó sẽ dẫn dắt chúng ta tương ứng với nhân của nó mà tái sanh, gọi đó là kết quả của hành động, của lời nói. Mà hành động và lời nói được phát xuất từ đâu ạ? Từ đâu? Từ trong ý thức, từ trong suy nghĩ, từ trong tâm hành của mỗi chúng ta. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng lành thai thân được thanh tịnh, lành thai khẩu được thanh tịnh, lành thai ý được thanh tịnh, và lành thai tất cả được thanh tịnh. Tuyệt vời quá, hạnh phúc quá, an lạc quá, kiết tường quá cho những người thân khẩu ý thanh tịnh. Đáng thương quá, đau khổ quá, đọa đày quá cho những ai để thân khẩu ý của mình bất tịnh. Là người Phật tử, đừng chạy đi đâu xa để tìm kiếm cái bình yên, cái hạnh phúc, mà phải quay trở lại làm chủ được cảm xúc của chính mình. Tức là chúng ta đang làm chủ được đời sống mình, làm chủ được vận mạng của mình. Ngay ở nơi đây có hạnh phúc, có an lạc. Tu không phải chạy đầu này để tìm, tu không phải chạy đầu kia để kiếm, mà tu là quay trở lại làm chủ được cái buồn, giận, ghét, thương của mình. Đó là tu. Làm chủ được chưa? Có phương pháp hết rồi, có cách thức hết rồi. Niệm Phật là để làm gì? Để làm chủ được cảm xúc. Quý Phật tử có hay niệm Phật không? Có không ạ? Hỏi có hay niệm Phật không? Được 4-5 người gật đầu, nhưng mà cũng không tự tin lắm, nhẹ nhẹ vậy thôi. Hỏi có bà Tám không? Gật mạnh lắm, tự tin vô cùng, hay dễ sợ. Như vậy thì Minh Thiền nói, để đúc kết lại trong cái buổi nói chuyện hôm nay, điều thứ nhất, đừng quá đam mê, đừng quá say đắm vào thế giới vật chất, bởi nó không phải là của ta, nó không phải là cái đem đến niềm vui vĩnh viễn cho ta.
không khéo sử dụng nó đưa đến bất an và đau khổ. Và điều Minh Thiền khuyên là đừng vì nó mà tạo tác thêm nghiệp chướng. Điều thứ hai Minh Thiền muốn nói rằng trong đời sống này điều cần nhất để chúng ta thể hiện với nhau đó là tình thương yêu, đó là tình thương yêu, sự quan tâm, nâng đỡ. Điều thứ ba là chỉ có an lạc của nội tâm, chỉ có an lạc của nội tâm mới là cái hạnh phúc chân thật, mới là cái giá trị chân thật. Đó mới chính là niềm vui mà những người học Phật, những người đệ tử Phật chúng ta cần phải quay lại tìm kiếm để sống được với nó. Và điều cuối cùng là hãy vui và mỉm cười vì mỗi một ngày đi qua chúng ta làm thêm được những điều phước báo, làm thêm được những điều công đức, chúng ta bớt đi những cái nghiệp xấu ác bất thiện. Hãy tự hào vì tôi là Phật tử, tôi là người con Phật, tôi có được đời sống an lạc, thông thả và hạnh phúc giữa trần đời. Xin cảm ơn đại chúng đã ngồi lắng nghe.